Trong những phóng sự trước, chúng tôi đã đề cập đến những tác hại khi người bệnh sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Mới đây, phóng viên Bản tin tối nhận được một thông tin, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có đến 30 trường hợp bị nghi là chó dại cắn. Thay vì đến các cơ sở y tế, thì rất nhiều người lại giao phó tính mạng của mình cho các thầy lang bốc thuốc. Không khí thang thương bao trùm gia đình anh Phan Trọng Cao. Vợ anh chị Hoàng Thị Hảo vừa mới ra đi để lại cho anh 6 đứa con thơ. Tháng 7 vừa rồi, trong lúc đi trên đường, chị Hảo bị một con chó hàng xóm cắn. Thay vì đến các cơ sở y tế để phòng trừ bệnh dại, thì chị đã tìm đến thầy lang bốc thuốc với lời hứa hẹn bệnh tình chắc chắn khỏi. Chị là uống một tháng thuốc là từ uống khoảng giờ mà đến nơi khoảng 8 giờ là bắt đầu kích phát, giống như bình tĩnh giống cái chó luôn. Bình tĩnh giống đến nơi 12 giờ là thôi. Là khi người ta không gọi hiện tượng như vậy. Sau này mình lập tức mình có đưa đến bệnh viện hả? Không đợi nữa. Ngay sau khi nghe tin chị Hoàng Thị Hảo qua đời, anh Hoàng Đức Thế cùng nhiều người dân bị chó cắn mới tá hỏa đến các cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Người ta kê đơn thuốc, người ta khám xong người ta lấy thuốc, khi người ta tự chế bào chế ra cái thuốc gì đó người ta đưa cho mình uống vậy. Mình không biết thành phần đây là. Không biết thành phần cái thuốc đó là cái gì cả. Người ta bảo là uống cái này cho nó hết đi là hết bệnh cho dại. Thì như hôm bữa đây chị Hảo mất thì chết đi thì cũng phải đi khám lại lần nữa. Bởi vì ông nói là đi khám lại đợt trước đó là ông bảo là hết rồi, không còn nữa. Thì giờ hôm bữa chị Hảo mất đi vẫn chuồng lại khám lại thì ông bảo là đáng còn bệnh dài. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên có hơn 30 trường hợp bị chó nghi dại cắn. Nhưng chỉ có 4 người đến các cơ sở y tế để tiêm phòng. Tuyên truyền cho người dân hiểu biết được cái vấn đề phòng chống bệnh dại. Và đặc biệt là tiêm phòng sau khi mà bị chó cắn mới đi tiêm phòng, và những cái con chó mà những cái hộ nhà dân nuôi chó thì phải được đi tiêm phòng cho chó. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo người dân khi bị chó dại cắn tuyệt đối không nên dùng thuốc nam chữa bệnh mà cần tới ngay cơ sở y tế để được tiêm phòng vaccine phòng dại và điều trị kịp thời.